Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Bảo đang có mặt tại phường Ngọc Đá của thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Bảo sẽ đi vào tháp Cánh Tiên. Bảo sẽ quay lại bên trong tháp có những gì nha. Bảo sẽ quay lại cho cả nhà xem nha cả nhà. Mời cả nhà cùng vào tháp Cánh Tiên tham quan với Bảo nha. Đối với cả nhà là quốc lộ 1A đi qua phường Đập Đá của thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định nha cả nhà. Và các bạn chỉ dẫn với cả nhà. Từ quốc lộ vào tháp Cánh Tiên thì cả nhà đi khoảng 500m nha. Cả nhà là tháp Cánh Tiên đó nha. Cả nhà vào tham quan tháp Cánh Tiên thì cả nhà mua quý nha. 15.000 một quý nha cả nhà. Bảo sẽ lên tháp Bảo tham quan nha. Bảo sẽ quay lại cho cả nhà xem nha cả nhà. Đường lên tháp thì đi qua những tầng cấp đá nha cả nhà. Chất liệu là đá em nha cả nhà. Đá em nha, tầng cấp đá em nha. Bên trong khu nguyên tháp thì rất mát nha cả nhà. Tháp Cánh Tiên, di tích kiến trúc nghệ thuật Chăm, được xây dựng giữa thế kỷ thứ 12 và được nhà nước công nhận xếp hạng ngày 24 tháng 12 năm 1982 nha cả nhà. Tháp Cánh Tiên được tọa lạc tại xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định nha cả nhà. Nếu mà cả nhà mà có đi đến tham quan tháp Cánh Tiên thì cả nhà từ Quy Nhơn, cả nhà ra theo hướng Tây Bắc nha. Theo từ Quy Nhơn mà ra tháp Cánh Tiên thì chỉ khoảng 27 km nha cả nhà. Tháp rất đẹp nha. Bộ thấy tháp không có hư hại nhiều nha cả nhà. Quá đẹp. Ở trong khuôn viên tháp thì rất là sạch sẽ nha.
nha cả nhà. Lên đỉnh tháp thì tiếng chim hót rất hay nha. Bữa sẽ quay review lại chi tiết của tháp Kính Thiên cho cả nhà xem nha. Trước cửa chính của tháp thì bữa thấy có những phiến đá rất to nha cả nhà. Thấy đây là được bảo vệ nha cả nhà. Không giống như những tháp khác nha. Tháp Kính Thiên chỉ duy nhất có một tháp nha cả nhà, được xây dựng trên một quả đồi thấp thuộc địa bàn thôn An Nam, xã Nhân Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình nha cả nhà. Xưa kia nơi được tháp là vị trí trung tâm của thành Đô Bàn nha cả nhà. Nơi đây là vị trí trung tâm của thành Đô Bàn ngày xưa nha. Rất đẹp nha cả nhà, vẫn còn không hư hại nhiều nha. Từ quai tháp tới lên thì bốn phía đều giống như cánh tiên bay lên nha cả nhà, rất đẹp nha. Không, cả nhà thấy giống cánh tiên không? Rất đẹp nha cả nhà. Tháp Kính Thiên rất đẹp nha. Bốn cái trụ bốn góc được ốp được ốp đá nha cả nhà, được chạm khắc rất là tinh xảo nha. Còn đỡ tháp thì đa số thì chất liệu bằng bằng gạch nha cả nhà. Hồ quả nha. Bữa sẽ vào trong, bữa sẽ quay lại bên trong cho cả nhà xem nha. Đây nè, nhân viên không bảo vệ tháp thì vào đây nhân viên này. Tháp rất sạch luôn nha, có một bàn đá nha. Tự nhiên ấy, những viên gạch này nha. Cựu nhân viên we'll be right back.
được xây dựng rất là bờ thới nha cả nhà. Có bờ mặt vuông nha, cao khoảng 20m nha cả nhà. Được trang trí cầu kỳ rất là đẹp nha. Cả nhà nào mà có đến tham quan tháp Cẩm Tiên thì từ Quy Nhơn cả nhà đi theo hướng Tây Bắc nha, thì khoảng 27km nha cả nhà, thì cả nhà được chiếm ngưỡng tháp Cẩm Tiên nha. Tháp Cẩm Tiên thì rất là đẹp nha cả nhà, không có hư hại nhiều nha. Và tháp Cẩm Tiên được xây dựng thế kỷ 12, thứ 12 nha cả nhà. Bây giờ thế kỷ đã qua 10 thế kỷ nha cả nhà, nhưng mà công trình vẫn đứng sừng sững nha, rất là đẹp nha. Bốn cái trụ xung quanh tháp thì được ốp đá rất là công phu nha cả nhà. Đá thì được chạm khắc rất là tinh tế nha. Rất là đẹp nha. Bạn thấy những tháp Chamba ở thành tỉnh Bình Định thì bạn thấy tháp Cẩm Tiên là đẹp nhất nha. Đây cũng có bức tường cũng đeo trong cổ kính nha cả nhà, cũng thấy hư hại nha. Dưới chừng đỡ tháp thì bảo thấy cũng có ốp bình gạch nha, và xung quanh viền thì bảo thấy được ốp bình đá em nha cả nhà. Công trình thì vẫn còn đẹp nha, không hư hại nhiều nha cả nhà. Nhà thấy không? Nhà thấy không? Bốn trụ bốn góc thì được ốp đá rất là chạm khắc rất tinh vi nha, rất là đẹp nha cả nhà. Bốn cái vòm cửa giả xung quanh ba mặt thì bố thấy giống như những thanh gươm nha cả nhà, được ba tầng nha, rất là đẹp nha, thiết kế rất là tỉ mỉ nha. Thành tầm của lịch sử thì mỗi tháp vẫn đứng sừng sững. Hiện tại bộ thấy vẫn có dây leo nằm nha cả nhà. Dây leo này. Chân tháp thì đó tháp thì cũng không có hư hại nha. Và những quần cửa giả thì bộ thấy cũng hư hại. Những quần cửa giả nha. Rất đẹp nha. Tháp thì có ba cửa giả nha cả nhà, ba cửa giả, một cửa chính nha, một cửa về cửa chính thì quay về hướng đông nha. Bảo thấy tháp Chamba nằm vậy nha, chỉ có một cửa nha cả nhà, mà đều quay về hướng hướng đông nha cả nhà. Cả nhà thấy không, bốn góc thì bảo thấy được trang trí đá và những cái hồ quanh rất là đẹp, giống như những cánh tiên nha cả nhà. Cẩm Tiên đã bay lên nha cả nhà. Công trình này thì có giá trị lịch sử rất là cao nha. Và đẹp nhất nha cả nhà, trong các tháp Chamba hiện tại có tại tỉnh Bình Định nha. Rất là đẹp nha. Rộng rãi thoáng mát nha. Được nằm trên một cái khu ngọn đồi nha, thôi thổi nha cả nhà. Rất là đẹp. Các nhà thấy không? Những cái trụ thì được ốp đá và chạm khắc rất là tinh vi nha các nhà. Rất là cổ thật nha. Dưới chân trụ thì được ốp đá. Những tảng đá được chạm khắc hình đuôi phụng cả nhà. Và một hình các vị thần của Ấn Độ nha. Thần Makara nha cả nhà. Cả nhà thấy không?
rất là công phu nha. Ngày xưa những người dân Champa thì xây những cái ngôi tháp như thế này thì bố nghĩ rất là tốt, rất là nhiều công sức và tiền của nha cả nhà, để cho hậu thế chúng ta chém ngưỡng nha. Ngày xưa những người dân Champa thì có một công nghệ xây dựng rất là tuyệt đỉnh cả nhà, rất đặc biệt nha. Đến ngày nay hậu thế chúng ta cũng chưa tìm ra được cái phương pháp thi công nha. Đa số thì tháp Champa thì được xây dựng bằng chất liệu gạch là chính nha. Nhưng mà những tháp khác thì bố thấy có đá hết nha. Nhưng mà tháp Cân Tiền thì bố thấy ốp đá rất là nhiều nha. Nhà thấy không? Tháp Cân Tiền thì rất là đẹp nha. Thì được tuần tu trong vòng 5 năm nha, từ năm 2005 đến năm 2010 nha. Đây là cửa chính của tháp nha. Bên hông tháp thì có một cái nghĩa địa nha, và gần sân bay nha cả nhà, gần sân bay Phù Cát nha. Tiếng ồn rất lớn nha cả nhà, chiếm ngưỡng lại tháp Cân Tiền nha cả nhà, rất đẹp nha. Có lẽ bộ sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Bye bye cả nhà nha.